má mình thiên tài. Ờ rồi, không sao. Muốn dạng nha. Anh đi ra lại dạng. Không, nó chưa được link lưu mà. Hello anh em nhá. Mình là Crocodile đây. Đây chúng ta sẽ chơi đấu trường sinh lý nhá. Chưa lưu cái đường link tải video mà. Cái đường link lưu ấy, ví dụ em tắt record đi là nó lưu vào chỗ nào ấy. Mấy cái OBS mới là nó chưa có lưu. Mấy cái OBS đó mà mình mà kiểu như mới tải ấy, kiểu như máy lỗi không tải OBS mới về là nó chưa có link lưu video mình chơi. Đạt ơi, bỏ sẵn ra Đạt ơi. À không, không thì em cứ sẵn sàng đi. Từ từ, em bỏ sẵn sàng nhá. Không không không, em đang bảo thằng Thịnh mà. Xong em cứ sẵn sàng đi, để anh với Thịnh bấm nhá.
Thực hiện xong rồi thì thôi, mình chạy. Tân phở gà. Con linh thú nó có tên này. Đây này. Dũng Đức Cơ. Ừ. Đồng Hương, để xem Đồng Hương đấm mình hay mình đấm Đồng Hương. Mình đấm Đồng Hương mà. Ôi, em biết, em hôm qua em xem đồ các kiểu là biết nó cái tộc đấy lên đồ gì cho con nào rồi đúng không? Sau khi thắng một vòng đấu nhận thêm máu và sức mạnh pháp thuật tăng 10% mỗi trận đấu cộng dồn tối đa 5 lần từ dồn tối đa 5 lần. Sẵn sàng đi người anh em ơi, đang có Luffy luôn người anh em. Rồi cố đi, cố đi. Hoàng đồ long. Ủa, thật ra có 4 sát thủ rồi kia. 4 sát thủ đồ long nữa chứ, quá trời heo. Bang hội cuồng long các kiểu. À, hello Tân. Không, ở đấy anh vừa bảo thằng đấy đấy, bốn có đồ long rồi bốn sát thủ nữa. Tao đọc sao bằng em hôm qua được không? Đấy, chết đi ta, cho anh chữ tiền nè, anh chữa hai rồi. Ui rồi nó là cái ấn giết người hồi máu nữa thì thôi đi. Nó làm nào đây? À rồi, vô đi vô đi. Rõ ràng tuổi gì kém nè, kém kém kém. Đó. Đẹp không, đẹp không? Ừ rồi, xong. Anh em đồ hàng đi, anh chiên nửa tiền. Anh em đồ hàng đi. Anh chia cho nửa tiền. Tự ra nè, để nhắc nhiều đấy. Hàng đi chia nửa tiền đó. Anh chia chứ, bọn em đâu có chia. Ừ, ném luôn, qua đây ném đi. Và đây rồi riêng em chia cho 1/3 tiền luôn. 2/3 chứ, chia 1/3 là lỗ vậy rồi. Ui thằng nào nhìn khỏe. Thằng nào nhìn khỏe thế này. Ơ, à, thật nhờ. Ui vai đây. Ui dồi giấu các kiểu. Cho bổ chết con nữa thôi. À, vừa bán nó đầu hàng đi chia được tiền thì nó quay ra nó đấm mình luôn. Gì đây, bổ sung quân lực
ba tướng ba vàng. Ném qua đây, ném qua đây. Bao nhiêu thừa anh nhận hết. Ừ, ném qua đây, bao nhiêu thừa anh nhận hết. Cà phê có vẻ ngon. Em chào đi người nè. À không, em sẽ thử ăn đi đét máy này còn không. Ừ đúng rồi, thì em sẵn sàng Luffy luôn cho nó, đỡ mất công rồi nên là thử vô đi. Má chết mẹ được hai cái cuồng đao à. Yếu thì đi. Về đây với anh. Nguyễn Long chiến binh. Chiến binh đồng. Nhưng mà sao em hỏi, em lại hỏi một con tướng 5 tiền vào lúc này. Chiến binh, cả chiến binh, cả chiến binh rồng với Huyễn Long nữa. Đợi đó, đợi hơi sớm, mới level 5, level 6 đợi ra thua. Là ní. Bài mình nhìn khỏe vãi. Thằng nào chơi nhìn kỳ dị đây. Châu bò vậy. Nó không có tên. Ui em mua lắm, làm tướng ấy. Sẵn sàng để khai bài à ta. Ui ôi, bỏ không chết được con Kiyoni rồi. Lần đầu tiên bạn hết máu, bạn sẽ vẫn được sống với một máu. Sau khi những hài ứng này, đơn vị của bạn sẽ bị nhận được 200 máu. Lần đầu tiên là không chơi, cách chọn ấn này. Làm nóng, sức mạnh công kích, sức mạnh phép thuật của 32. Cái này ngon. Rồi. Cái gì? Hai cái ấn kiếm về nhá. Qua đây là em chết đấy, dám qua đây hello anh à? May đó, may là gặp Dũng Đức Cơ đó. Để cái ấn này ủ. Cái đồ giữ máu chứ không phải em chơi với bọn kia đâu, dễ cho bọn kia đâu. Dũng Đức Cơ nó cũng chơi Thượng Long này, như chơi Thượng Long Pháp Sư thì sao đấy. Đúng, không được Pháp Sư đúng. Ui rồi, mà nó gõ cái đầu anh. Vô đi, vô đi, vô đi. Chiến binh đồng điều đen nào, vẫn là con Volibear thôi. Volibear. Mà chiến binh đồng có những con nào giờ anh cũng biết đấy, xem thử nào. Thì đi lại mỗi Volibear hoặc là Holy Sin thôi chứ được con nào đâu. Ấn. Đợi anh tí. Thần thoại Ngọc Long. Ấn hộ pháp. Hộ pháp à. Hộ pháp ấy được. Đấy. Hello Đạt. Đạt đánh anh gần chết rồi Đạt. Không đánh rồi, đang đánh rồi. Nó qua đến nơi rồi. Ai đây? Ừ.
thi công thì ai chi đây nhỉ? Ra rồi. Tôi chết mẹ rồi, anh ở gần từ đại xã hội nhưng anh không lượm được này. Có vẻ hơi căng rồi đây. Căng đấy nhờ, thằng Linh Linh Di căng đấy nhờ. Thằng Linh Linh Di căng quá anh em ạ. Ô la sát thủ à. Chơi thượng long hát chơi tiền nhiều quá kìa. Đi chơi thượng long lên level 6 mà còn tờ hơn 50 tiền là cứ dùng tiền lợi tức và rôn thôi. Yếu quá rồi, bỏ hát chơi đi, cho đồ cho ta rớt đi. Là mạnh liền. Ơ, hello thịnh. Đã cứu bổ yêu thương à? Cứu bổ yêu thương. Cứu bổ yêu thương. Cứu bổ yêu thương này. Rồi, mở vô đi. Ừ. Để đấy. Chiến binh luôn.
ấn chính xác nhỉ, ngon này. Má vừa lên cô lát xong rồi sau ra một lát, má game sốc vật thật. Thằng lát này anh em ơi, thằng sa đao thằng lát này. Ui dồi, má con ra nó trưởng ghê vậy. Ui con ra nó trưởng đau vậy chút anh em ơi. Trở lại của ai bia. Ờ, xin game mà hay sao? Bên kia đổi chứ nhờ bên kia. Hóa hình nhá. Chỉ em chỉ vô cái hệ nó có hiện mấy con đấy. Thượng Long á, Thượng Long hóa hình á, chỉ có mỗi một con Nidalee chứ mấy. Tăng được tí máu thôi, kích được 2 thì tăng được tí máu thôi mà Thượng Long không chơi hóa hình. Ở Niali ấy bắt đấy, bắt lên mà giáp vàng cơ mà bên kia đổi không skin đấy, hơi lâu đấy. Bên mình chỉ có skin em thôi, bên kia bước bên kia hơi lâu rồi. Thua tao á, em thua thằng lát là đúng rồi. Khi giờ chơi chiến binh đồng à, chiến binh đồng lấy gốc kim gì ăn à. Ui rồi ơi vâng, thằng sa đao lấy rồi má, ra thua thằng nào cũng cần luôn á. À, không có cung luôn. Để lấy kim băng nữa. Con gấu được, gấu bỏ hít kiếm với một món đồ tanh nữa. Nó cần tốc độ đánh đó, lúc nãy không bỏ cái cuồng đan cho nó. Thì thế cứ bảo nó bỏ cho nó. Thì con đấy cũng ngon nhưng mà con gấu đấy ngon hơn. Có chém vào đây rửa rồi xuống ra liên tục chém vào đây. Chơi gấu là phải cho nó thêm cái thần thoại nữa mới mạnh được, cái tộc thần thoại của nó ấy, thần thoại rồi. Vô này mà vô này, vô đi rồi ba con để co sẵn một con ngọc long, thích ngọc long luôn đấy. À, hello Đạt. Đây, cứu bổ yêu thương, anh cứu bổ yêu thương em một tí nhá. Ủa, sao bắt đầu một chiến binh rồi? Ủa, bỏ bắt đầu một chiến binh rồi, Nani. Từ, anh vừa bỏ nhầm con nào rồi? Ừ, còn nhầm theo ngựa và sao mất một chiến binh và sao nó yếu? Đấy, ôi. Quá muộn rồi.
combat chụp mạnh. Ừ, anh mạnh quá rồi. Không phải đội anh mạnh quá rồi mà là anh mạnh quá rồi. Bản thân anh mạnh quá rồi. Mình sẽ bổ yêu thương đến từng người. Không sao, không sao. Top 8 nhiều rồi, sẽ đến top 1 thanh thôi. Đấy, ngồi nhìn bài của nó đi, xem nó ghép những cái gì đấy. Đánh, có một thằng đánh thượng long này, anh thấy này. Không sao đánh thượng long kìa. Hai cung rồi, hai cung vào rồi. Cung một hai ba bốc đồ, hai cung bốc đồ, có kỹ sư luôn, hai cung giao diện đối tượng, đây ba máu hai ba cũng là quỷ thân hai lấy đại đi. Bài 15% tỷ lệ chí mạng và 5% phát thương chí mạng. Cũng chỉ cho con bò đấy, sẽ ra đi ra đấy. Chém này, chém này, ui rồi, nó ra thua chém được đấy, ui rồi má nó có ra thua chém được quá anh em ơi, sao đau khỏe quá, pháp sư kỵ sĩ diễn long quá được phát ra thua nó không liên quan luôn. Chiến binh vào chưa đó, ui nãy giờ lệch rồi hủy được luôn. Cũng được, cũng ngon. Bỏ sao mỗi chiến binh đồng vậy? Em bỏ thiếu gì rồi? Thiếu ngọc long ấy, kiểu kiểu có mỗi chiến binh đồng kìa. Quá bỏ đồ rồi, chưa đi châu thế nhở? Châu đánh lâu cũng hẹo. Châu bò lợn gà vịt. Bên kia lạch rồi nhá, đợi tí nhá. Tạm biệt em. Rồi sẵn sàng đi đạt đây. Rồi gặp bọn nào không biết. Rồi vô đây. Cái gì? Có mấy cái đồ đâu, đồ nào? Cú bổ yêu thương. có ừ. Đây xem thử nào, cái nam đấm nào
nó đâu cũng lấy từ cái nước mắt á. Nước mắt với gì? Nước mắt với cái bao tay. Đâu phải, nó khổ với lại cái nắm đấm ấy. Cái nắm đấm cơ mà. Không, nắm đấm một tí nữa mà. Một tí á. Nước mắt với găng tay. Ồ, có đồ lát rồi mình không lấy được. Có cái găng tay có. Đây này. Đây có găng tay à, găng tay thì nhớ cái này. Đây này, găng tay này. Thấy không? Cái găng tay đây này, cái găng tay đây thôi. Không có. Là cái đai hả? Bật to lên nào. Đây là mùa mấy đây? Ui xe mùa cũ quá rồi. Cái gì cái mưa vô danh rồi các kiểu thì mùa cũ rồi còn gì nữa. Mùa mới nhất, em ghi đấu trường chân lý mùa mới nhất vào. Mà cái găng tay đấy nó lâu đời rồi mà. Nên mùa cũ cũng phải có chứ ta. Ôi thằng Olaf sát thủ này. Ui ma nó, thằng Olaf sát thủ mạnh thế. Sáu sát thủ đấu sĩ rất kiểu rồi. À, cũng căng đấy. Mình đang không chơi nó nữa, anh lên tí đánh đồn. Lo con này bỏ ra đã được đấy. Mai của ba. Triệu hồi ra xua. Nó là sao tựa ít ra nhỉ? Ui lại Shadow, bắt được Shadow. Quá nó, thằng này anh phải lên được 6 chiến binh cơ. Chứ được quá, con Cookie, con Rai khỏe quá. Nó có thêm cái chiêng này nữa, tăng giáp cho đồng đội nữa, má nó khỏe. Ui rồi, má con Nami nó bút kìa. Rồi giết, má không giết được con này luôn. Sắp đi rồi anh em ơi. Ui, tím của Long à, nhìn căng đòn đấy nhờ. Không sao, vẫn còn một cơ hội. Anh Sinh sắp hẹo rồi anh em ơi. Anh Sinh sắp đi rồi anh em. Không. Anh Sinh không thể hẹo được. Thế là gì? Mày gửi mua này, rồi vô đi. Vẫn còn cơ hội. Vẫn còn một cơ hội. Giờ đi lên ai cho. Là lên được một slot đấy. Là mình lên được một chết nữa. Ra xua. Lên con này. Ra xua nhỉ. Mình có phải đi ra. Xua không ra thì không nói, nhưng mà cũng phải ra con Olaf 3 đi chứ. Chết mẹ rồi, không xem bài rồi, nãy giờ mãi luôn quá. Đấy, cho mày lên sáng hiệu đến ngày tắm. Đi chưa? Đi bớt đi, canh vào top 4 đấy. Thằng nào đây? Nó có gì đây? Má... Y Lào Bà được không? Y Lào Bà. Má, con Y Lào khỏe quá anh em ơi. Nami còn hồi máu cho nó nữa chứ. Ông đã tích đủ đam chưa? À, khỏe quá. Ui, đỡ thằng Shadow chết đi anh em. Ra xua. Hôm nay lên John 2, what the hell. Ra xua.
Ui. Ra ra tua nhìn hơi căng nhỉ. Căng quá anh em ơi. Đông thanh. Bổ nó đi. Ồ, quá không. Con sát thủ này mạnh đông. Quá. Nó làm hai cái tim băng nữa, đánh không nổi nó luôn. Quá, anh không lên cái gì hết. Đen quá. Game đen quá em ơi. Ô, game này đen quá. Này game. À, game đen gì vào đâu vào đen. Bọn em phải bọc lại con gì ấy nè. Bọc con tự lực của mình lại. Nè. Ừ, rồi, rồi. Game đen quá. Rồi, vô đi. Ngay gặp nó. À, vừa rồi mình chết ngu quá. Thì nó xoay quanh vậy à, anh thua mỗi thằng đấy chứ mấy. Mà nó móc sau, nó hai tim băng con đô lát không được chơi, căng thế. Mình cũng có tim băng và con đô lát nó bay ra đằng sau bố luôn. Cày thế nhở? Bên cạnh cái lai đó là cái vết con. Vô sang đấy à? Ây giờ bác này gì? Đầu hàng, đến ESC đi. Đến ESC bên kia kìa, cái bàn xuống. Đấy, đầu hàng. Thực thế nhở? Rồi làm như cái bảng hóa học vậy chứ. Còn cái này với cái này này. Ừ đấy, thì đó kìa. Không đấy là đồ đấy, rồi cái đấy là sẻng và cái ấn đấy. Là ra cái này là của tổng xe này. Là cái sẻng với cái kiếm là ra cái đấy. Đó, cái sẻng với cái kiếm là cái này hả? Ừ, à, cái này minh tố hả? Chứ không phải là cái này phù hợp với cái này hả? Không. Đó, ghép đồ thôi, cái đấy là chỉ ghép đồ thôi. Em qua sẵn sàng đi đã. Thế nào đi nhanh lên. Thế nào đi Tân. Đấu trên cái phơi chưa? Đổ rồi, hai con rồi. Cái đấy là chỉ là ghép đồ thôi chứ nó không có phù hợp gì đâu. Chủ yếu là mình cần bỏ vô cái mô mà một tên. Lên cái ấm là... À, lên cái ấm là không cần phải mua thêm con tướng mà nó tự có. Đúng rồi, ý là nó kiểu như có cái ấn ấy là em ghép vào con tướng nào mà nó không phải hệ đấy là nó sẽ biến thành thành cái hệ. Ờ, đúng rồi. Nó biến thành con đấy thành hệ đấy rồi nó cộng cả hệ luôn. Nó có hiệu ứng của hệ đấy luôn. Đấy là nếu có sẻng đấy, nhiều khi muốn tròn hệ được các kiểu đấy là phải cần phải có cái sẻng. Thượng Long. Nó mạnh, nó chỉ mạnh khi được giáp vàng 3 sao thôi. Lên sớm. Là mấy con không ạ? 6 con. Ừ, cái đấy là chỉ giáp vàng 3 sao rồi đợi đồ sớm, đợi rồng sớm. Đường Long với cái nào thích?
thì kiểu như mình lên 8 ấy, tỷ lệ nó được 4%. Với mỗi lần mình rôn ra 5 cái là cái tỷ lệ ra thượng long nó ra cao hơn. Có quả trứng ấy, đọc đọc cái hệ đấy đi, nó có quả trứng ấy, được đồ, được đồ. Vô trong đọc. Chứ bao nhiêu cái hệ vậy thì đọc bên ngoài cũng được, nhưng mà bao nhiêu cái hệ vậy. Nhắc đi trong đó phải có cái gì? Chỉ vô rồi. Có cái tộc Huyễn Long ấy là mỗi một trận nó là ra nó hiệu ứng khác. Còn mấy cái kia là nó cố định. Ê, con nhìn cái ạc euro nhá, nó xuống khỏe rồi đấy. Đây này, 6.6. Thế là đi về đây. Đây, cái chỗ. Ok mà. Từ chối thì phải đợi. Thủy thần mới chơi mà. Bảo thần bảo nạp 100 không biết đã nạp chưa. Nào 20 phải đắn đo, anh em còn bảo hiến máu các kiểu. Thôi bạn.
lên đầu. Từ từ đi. Thực ra nơi chuyến lên đầu. Làm đi đạt đây. Không đạt, không đạt. Đạt sẵn sàng con Luffy đi đạt. Bỏ bỏ ăn thường đi, bỏ ăn thường đi để anh chỉnh con này cho chứ. Rồi vô này. Ôi, chuyện gì anh em đã thương tàn rồi. Tàn con nữa nào. Liếm nó, ờ. Ờ, anh gặp Thịnh là gặp mà thua nữa. My spirit is unpunchable. Nintendo các kiểu này. Tôi cần phải bỏ sao rồi em. Từ từ ăn một viên nữa đi. Ăn viên nữa đi. Ui má tàng hình luôn. What the hell. Ừ. Công ty à? Ông ý bảo cần công ty à? Từ từ để anh. Em mà ơ, ừ, ok ok. Ui má không để ý gần chết luôn. Đâu rồi, ở kia đâu? Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Ý là đánh chết nó đi, đừng để nó cứu. Ừ. Để anh. Quá tham lam chưa. Để anh có phải nhanh không. Ui tí nữa thì mất con chiến binh cầu luôn. Ủa thắng được thằng nào đây. Sao thằng này yếu vậy. Thua 2 trận rồi. Vô này ta, vô rồi, vô đi. Cái gì ngon thế nhỉ? Ừ, có ly xin ngon này. Mình rồi.
anh em ạ. Xong ra cái trứng gì liên quan hết, trời ơi. Chiến binh rồng này à, này dành cho chiến binh rồng với Hải rồi anh em ơi. Rồi vô này, vô này. Gặp em đi thế làm gì để đấm rồi, làm gì đây, đấm đi. Đấm chết cho rồi. Cứ đòi gặp để đấm thôi. Ừ. Ừ, Đạt đã chơi quay về con bài quen thuộc đó là pháo thủ. Ừ. Giờ phải van xin. À, chứ và phải van xin chứ Đạt không cho thì chịu. Quá anh em thanh làm gì, anh em thanh có gì đâu mà chơi. Được, thích qua nhà ai cũng thích ở luôn đấy cũng được. Sau mà có lượng đồ to hay dư đồ thì ghét thôi, chứ con co lúc nào cũng phải để đồ cho con co hoặc con tanh trước. Khi ghép mấy cái đồ hỗ trợ đấy thì thôi chứ, ghép trước là thôi, chỉ có nát thôi. Đồ long, hộ pháp là hơi căng. Rồi vô này thế đâu, vô đi. Không không, em còn level 6 chứ anh còn cái gì. Ờ mà bài em yếu thật chứ. Ừ. Chứ em lên level 6 sớm làm gì. Nhiều máu, giữ máu chơi giữ thắng à, đang giữ mấy rồi. Ui rồi, phải thiếu tiền giữ thích là đương nhiên rồi mà. Đây này, nó ở dưới này. Nó đỏ đỏ, cái chỗ đỏ đỏ của em kìa. Cạnh, cạnh cái tiền đấy. Đấy. Đấm em đi thư này hay sao? Cứ đòi đấm em đi thư rồi. Để đấm em đi thư chết luôn đi rồi. Sống khổ quá. Cưới gì? Chết đến nơi. Chết đến nơi rồi cưới gì? Má sắp chết đến nơi rồi. Sắp chết đến nơi rồi. Ủa, tướng đâu hết rồi nhỉ?
như có một thế lực nào đó quanh đây ngăn cản hay sao ấy. Đấy rồi, từ 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 từ. Rồi vô đi, vô đi. Vui vẻ này, vui vẻ, vui vẻ. Thằng nào đây? Tôi đấm cho mày chết trước. À, thằng này ăn cam à? Chú ơi, anh em ơi, sắp chết rồi anh em ơi. Anh em tạm biệt con Cookie đi. Anh em tạm biệt con Cookie đi. Em thì lạnh lẽo trên đấy thì sao mà lấy được giờ sau thì... chưa, có cái bé ép ấy kìa. Thì anh bảo là ở trên lạnh lẽo lắm thì sao mà lấy đồ được. Ai biết. Ai biết? Ai biết được? Cái con mắt tên là gì á? Con nào? Con mà giống như mắt quẻ á. Ê, tại này sao em có này? Đâu? On. Thì lượm được. Sao đi em ơi? Sao đi đạt rồi. Cứ đấm thằng anh thôi. Xem là kích kia nào, nó cũng gấu gấu rồi. Má chó này nó giành bài với mình rồi, em lên lên 7 luôn trước không nhở? Thôi, luôn này ra, mày ra đi, cho tao đỡ luôn rồi, chết à? Ra đi, cho đỡ phải luôn à? Ra đi, không phải con này. Con gì ba sao châu vậy? Má con ngựa ba sao châu thế nhở? Ngựa ba sao này. Ngựa ba sao này. Ngựa ba sao này. Rồi vô đi. Thank you.
thêm. Em đi thêm đây. Đồ này đó tìm em đi thêm. Gấu à, gấu, đã là gấu. Đã là gấu thì phải trâu chứ em. Đổi đi, còn đúng 6521 điểm luôn, đổi đi. Ôi rồi lọ kim cương cuối mới chết chứ. Cay thế chưa? À, lõi kìa. Nó lõi kim cương cuối mà toàn lõi như cứt không? Nó game ép chết anh rồi. Game ép chết hải rồi khiến rồi. Đổi skin đi em. Đổi con gì để đánh đi. Đạt ơi. Không không đạt đấy. À, hai đổ sugar đi, đổ cho sugar cho dễ để đánh, lỡ là thì anh chứ anh cầm con Mid Fortune vào á. Rồi này thấy không? Lệch liên thấy được không? Thấy được. Đi chi gì là gì út? Nó tiến nhỉ? Bắn tim kìa, thôi chết cho nó vừa lòng. Cái đéo gì nhân thua của Tân, nhân thua của Tân đang ở đâu mà đòi nhân thua. Đang lại cái cung nữa, làm cung quá. Hai cái á, đây để ném cho cái đại bác luôn rồi. Thua đúng không? Ui, anh thằng con nữa. Thử cho nó làm nóng trước đã. Thử cho nó làm nóng trước. Từ đợi thôi chứ. Chuẩn bị ra lựa đồ rồi, biết lựa gì đó ra thua đây. Cái gì đây? Cái gì ám long à? Ui rồi. Thì xin chí là gì? Thì xin chí là gì? Hừ. Thì xin chí là gì? Ôi, đã mít rồi. Sao? Cố tao vô địch.
đi rồi, đã đi rồi. Rồi đây, vô đây. Chứ dễ em ăn hết của người ta phải khó chứ. À, hello thần. Ui cái gì đây? À, thôi nhìn có vẻ lắm kẻng đấy. Đấy rồi. Ui rồi, mà nó có cái chết tươi luôn. Sao? Bộ kiểu gì chết được con gấu này? Em bổ kiểu gì chết được con gấu này? Cú đấm yêu thương, giờ không bổ yêu thương đó, giờ phải đấm yêu thương, cú cào yêu thương. Ừ, lượm đồ rồi, có đồ ngon này. Cái gì cả, phép ngon quá nhỉ. Có được đại bác đâu. Có được. Có được. Thế nhỉ. Ra dư một ấn thần long à. Thế thay vào gì được ta? Đi anh em ơi, sẵn sàng đi tô mộ. Rồi vô đi. Rồi rồi xong. Tân bảo, Tân hỏi không biết vì sao Tân mạnh nhưng mà Tân sắp đi rồi. Tôi sắp đi rồi. Nãy thì không biết sao mạnh bao giờ, không biết là sao gần chết à. Nghe cũng hơi mâu thuẫn chứ nhờ. Con rồng là được kích 3 hệ đấy. Ủa? Ủa? Không thành bị đi rồi kìa. À không thành bị đi rồi kìa. À, hello Tân. Ôi, em vừa lên cứu cuồng long mà anh đã đấm thằng em thì nó cũng hơi có lỗi tí nhở. Sao để anh cú cao yêu thương, cú cao yêu thương, cú cao yêu thương, cú cao yêu thương. Ừ. Em vẫn không kè trong này nè. Từ từ đợi đi anh. Ủa? Vẫn trong này. Đâu em. Vô đi, vô dân ơi, vô lại đi. Chỗ này anh có một con này. Anh bán à. Anh bán hả? Để tí phải xem lại. Ôi mạnh. Ôi, vô làm game sao rồi. Nó chưa kích hệ đồ chưa chuẩn.
Nãy anh qua thấy em level 7 chứ mấy, anh có hai cái vương miện à hay sao? À đấy, như cái bóng của Đạt này. Rồng gì đây, rồng Alcin à, không, rồng Thượng Long à.
À, con rồng này khá là nguy hiểm đấy. Ui dồi. Nguy hiểm ạ, đi. Đi cơ. Holy King giờ chưa lên 2 được. Đây, không bạc đây rồi. Tao cứ bo góc rồi đấy, mày kéo làm gì? Tao cứ bo góc như thế này đấy. Con bạc không có TI vậy. Không vừa. Vừa rồi anh không hiểu con bạc không có TI gì đâu. Thua có không? Huyền Long là gì nhỉ? Ui, chiến binh rồng này. Không, chiến binh rồng rồi. Cần gì bút rồng, nó toàn sát được phép mà cần gì bút rồng. À, vừa lấy giảm giáp rồi không ta? Huyền Long à, Huyền Long cũng được. Huyền Long là giới gì? Trận này là gì? Hồi máu tối đa, ra thua là Huyền Long sẵn rồi. Yasu. Something ancient stirs. Yasu. Ui rồi. Ma. Đi đéo gì đây? Hai con sắp lên 3 sao rồi mà không được con nào à? Rồi vô đi. Nó cũng vậy, nó cũng đôi thông ra xua, mình cũng đôi thông ra xua nhưng mà mình có hai đôi thông nữa. Ừ. Mày đi, một con, hai con. Bán luôn. Có tí mấy em ơi. Chưa FFD à. Để xem nó biến thần long lên nó được bao nhiêu máu nào. Được chưa top một liền. Rồi, cảm ơn anh em đã xem livestream của mình nhá. Hẹn anh em buổi live tiếp theo. Bye bye anh em.